Thanh Lan xin trân trọng kính chào tất cả quý vị khán thính giả thân thương từ khắp bốn phương trời. Dạ vâng, thưa quý vị, hôm nay Thanh Lan rất hân hạnh được gặp lại chị Jackie Bông, một tên tuổi rất quen thuộc của Sài Gòn ngày xưa mà chúng ta rất là yêu mến, rất là vui được gặp lại tại Quận Cam. Vì Thanh Lan tin rằng chương trình hôm nay mình sẽ nhắc về Sài Gòn thật là nhiều. Em xin chào chị và xin chị gửi lời chào đến khán giả của Thanh Lan Show. Xin chào Thanh Lan và tất cả quý khán thính giả của Thanh Lan Show. Dạ, tôi tên Jackie Bông. Xin kính chào. Chị ơi, ngày xưa nói thật với chị, lúc hồi thời Sài Gòn á, thì em cũng mới nổi tiếng thôi. Từ những cái đầu năm 70 thì em cũng nghe nói những tên tuổi lớn của thời đó, em cũng không được dành lắm, nhưng mà em cũng biết rằng chị là thuộc thành phần trí thức và thuộc cái giới thượng lưu của Sài Gòn ngày xưa. Chị ơi, chị có thể kể cho quý vị khán thính giả của Thanh Lan Show nghe về cái Sài Gòn mà mình yêu mến ngày xưa không? Thật ra thì ba của tôi đi làm ở Công Pung Chàm ở Campuchia và tôi sanh ở bên Campuchia. Nhưng mà trận giặc 1940 thì sau đó là chúng tôi 45 là phải tản cư đi về Sài Gòn. Và về Sài Gòn thì Mai Phước, ba tôi làm việc cho những người Pháp thì đi cho tôi đi vào học trường Marie Curie. Thì 6 tuổi thì tôi học lớp 1. Cho đến khi tôi thi Prove xong thì đi lên trên Đà Lạt học Couvent des Oiseaux đến Tú Tài 2, Pháp. Và sau đó thì đi qua bên Pháp học ở Sorbonne. Thế ở Sorbonne này chị chọn cái ngành gì vậy? Thưa, cũng cái ngành văn chương thôi. Và lúc đó là dốt toán lắm. Thì giống em quá. Dạ vâng, thưa quý vị, em thì em cũng học Marie Curie đó. Mà em thì cũng rút toán lắm, em chỉ thích văn chương thôi. Tới giờ toán là em rất khổ. Nhưng mà đột nhiên có một cái năm troisième em học với ông Paslon. Em không biết là chị có học với ông ấy hay không. Thì tự nhiên cái năm đó toán lại giỏi. À, em nhớ rồi. Tại vì em sợ cái vụ thi brevet đó, cho nên em đi học thêm. Em đi học thêm thì ngoài giờ học ở trường á, buổi trưa 1 giờ rưỡi em phải đi học toán thêm tại một người thầy người Việt Nam. Nhưng mà các thầy hồi thời đó cũng vẫn giảng với mình bằng tiếng Tây. Thì cái năm đó đột nhiên toán khá hẳn lên. Thì như vậy để cho chúng ta nghiệm thấy rằng nếu mà chúng ta không có luyện tập ở nhà trước á, thì vào trong lớp chúng ta khó hơn những người bạn tại học khác. Tại vì lúc trước Marie Curie thì tôi lấy classic để học Latin. Em thì học modern. Rồi và sau đó thì học cũng đi học riêng tư với ông Cư là người dạy toán rất là giỏi. Thì nghe tên ông Cư nghe quen quá, cho nhiều khi cùng ông. Thành ra sau đó thì giỏi toán. Để mới thi đậu được. Dạ vâng, thưa quý vị. Thì rất là mừng, Thanh Lan cũng không ngờ là chị Jackie Bông cũng học Marie Curie, mặc dù là cái thời gian nó không cùng nhau, nhưng dù sao nói thời kỳ Việt Nam mình cũng là bạn đồng môn, thì cái tình thân mến nó lại càng gần gũi nhau hơn. Thì nhưng mà thân mến nhất đó là lúc đó, đó nghe tiếng của Thanh Lan hát ở Sài Gòn hồi trẻ nữa, thành ra
khi mà nghe Marie Curie thì mình rất quý mến nữa, thêm nữa. Dạ vâng. Và cái tên Thanh Lan là một danh ca từ thổi nhỏ đến lớn, cho nên rằng từ Sài Gòn đến ngoại quốc ai cũng biết tên Thanh Lan. Dạ, em cảm ơn chị. Em cũng nghe tên chị nhiều lắm mà em cũng không có ngờ là khi mà qua tới hải ngoại thì em mới được gặp chị tận mặt. Đó, thì cái hôm đó em nhớ rằng em gặp chị thì em rất là mừng, em chào chị và mình chỉ nói được đôi ba câu thôi, không có thì giờ nhiều. Hôm nay thì mình mới có cái dịp để hàn huyên. Em cũng cảm ơn chị cho em được bước vào ngôi nhà đẹp đẽ của chị, được bày nhiều cái bình cổ em thích lắm luôn. Hồi xưa thì mẹ em cũng thích loại bình cổ lắm, tại vì mẹ em có máu Huế mà. Dạ, thích những cái gì xưa cổ, cẩn sa cừ này, rồi bình màu xanh, màu trắng mà người ta kêu là China đó, nhưng mà nó blue and white. Dạ, nó chẳng có dính dáng gì đến nước tàu hết. Kêu là China blue. Dạ vâng, thưa quý vị, hôm nay Thanh Lan rất là mừng khi gặp chị Jackie Bông, và Thanh Lan cũng nghe rằng chị thích văn chương, em cũng thích văn chương, cho nên cuối cùng mình đã làm được một cái chuyện mà mình mơ cả đời mà bây giờ đến tuổi này mới có thời giờ để làm được, tức là ra mắt sách. Em cũng nghe nói chị ra mắt sách. Chắc là cũng vài năm rồi, chị có thể nói về cuốn sách của chị với khán giả của Thanh Lan Show không? Dạ, thưa, khi mà ông xã sau của tôi là Lacey Wright làm cho Bộ Ngoại giao, thì chúng tôi lần chót mà chúng tôi đi qua bên Brazil, dạ, là Ba Tây. Thì tôi trước khi qua bên Brazil thì ông xã đi qua trước để làm việc. Tôi phải đi về Mỹ để lo dọn dẹp nhà cửa, để cho mướn. Dạ. Thì ông xã đánh một cái điện qua nói là ông Kissinger qua bên Brazil, thì ngày mai tôi phải đi qua bên Brazil liền để khoản đãi ông. Cho nên rằng tôi bay qua liền. Thì hôm đó gặp ông trong cái buổi tiệc mà chúng tôi khoản đãi ông, có ông Tổng trưởng Ngoại giao và những người dân biểu nghị sĩ của Ba Tây. Thì khi ông gặp tôi thì ông hỏi tôi, thì tôi nói tôi là người Việt Nam và tôi có gặp ông ở Sài Gòn 1970-71 trước khi ông đi qua bên Trung Quốc, và tôi gặp ông ở nhà của đại sứ Ellsworth Bunker. Thì ông, rồi tôi nói là giáo sư Nguyễn Văn Bông, thì ông nói là ông nhớ giáo sư Nguyễn Văn Bông vì khi mà ông qua bên Việt Nam thì ông gặp Tổng thống, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội, và người thứ tư là giáo sư Bông. Dạ. Tại vì giáo sư Bông lúc đó là chủ tịch của một cái phong trào quốc gia cấp tiến là đối lập với chính quyền, nhưng mà đối lập không phải là chống đối, đả phá, nhưng mà đối lập lại tư tưởng. Yeah. Nếu mà có làm những cái gì mà không đúng theo luật lệ thì giáo sư Bông viết ra, và nghĩa là sửa sai. Yeah. Để cho thay đổi cho hay hơn, chứ không phải là để đả phá. Yeah, vâng. Thì lúc đó thì ông mới ngó tôi, thì ông Kissinger nói tôi quen, tôi biết tới giáo sư Bông. Thì ông tự nhiên ông nói là rất tiếc là chúng tôi bỏ Việt Nam. We abandoned Việt Nam. Thành ra đó làm cho tôi tưởng nhớ lại Việt Nam, vì từ 75 đến 95 mà tôi gặp ông là 20 năm trời. Tôi không bao giờ mà tôi muốn nói một cái tiếng Việt Nam vì nó đau buồn lắm. Yeah. Nói đến Việt Nam mà nói với con tôi cũng không muốn nói, vì chúng nó hỏi thì tôi chỉ biết khóc thôi. Yeah. Buồn khổ vì chồng mình đã bị ám sát. À. Cho nên rằng bà và bao nhiêu bạn bè mình còn ở trong tù. Cho nên rằng tôi rất buồn khi nói đến Việt Nam. Mà khi ông nói cái tiếng đó thì tôi nói bây giờ ông mới nói ra là ông mới confess là ông bỏ Việt Nam. Vì luôn luôn đó ông cứ nói là quốc hội hay là người này người nọ người kia, chứ không phải là chính quyền của Nixon. Thì đó làm cho tôi suy nghĩ. Hai tuần lễ sau, trên TV CNN, tôi thấy ông McNamara là ông tổng trưởng của Defense lên nói là cũng bỏ rơi Việt Nam. Cho nên rằng tôi
vì hai cái việc, sự việc đó thì tôi mới suy nghĩ và tôi muốn viết ra một cuốn sách. Viết ra một cuốn sách trong 2 năm trời ở Brazil để tôi tưởng nhớ lại Việt Nam và tôi muốn nói ra những cái gì mà ám ảnh và ấm ủ trong lòng tôi từ 20 năm qua. Và tôi muốn viết ra để cho người ta hiểu, ngoại quốc hiểu, người Mỹ hiểu, mà Việt Nam hay là các con chúng ta hiểu cái lịch sử của Việt Nam là gì, cái văn hóa của Việt Nam là gì, và cái chính trị của Việt Nam như thế nào, và cái tính cách của con người Việt Nam nó can đảm, và chúng ta luôn luôn trải qua 4 cuộc chiến ở Việt Nam, mấy chục năm, mấy cả ngàn năm trời, từ Trung Cộng, Trung Quốc đến Pháp, và đến Nhật, và đến Việt Minh, và Việt Cộng. Cho nên rằng cả đời này qua đời kia thì cái lịch sử của Việt Nam rất là đau khổ. Cho nên rằng tôi muốn viết ra những cái gì mà cho thấy người Việt Nam mình can đảm như thế nào, mà tranh đấu như thế nào để chúng ta survive, chúng ta sống còn đến ngày hôm nay. Thì... Dạ vâng, thưa chị. Em đôi khi em cũng ngồi em rất là buồn tại vì cái số phận của nước Việt Nam mình á, nó vào tay những ai đâu đâu á, không phải do mình quyết định. Mặc dù là người Việt Nam nào cũng yêu nước thương nòi, cầu xin cho dòng giống người Việt mình á, sẽ có một ngày sáng lạng. Nhưng mà hiện tại á, trong cái tình trạng này á, thì người Việt Nam mình đi tứ xứ khắp nơi trên thế giới. Nhưng mà đôi khi đó cũng là một điều tốt, là tại vì người Việt Nam mình có cái dịp đi khắp nơi để học hỏi cái hay của các nước tiên tiến hơn mình. Mình chỉ là một cái kêu là nước nhược tiểu, vừa nhỏ xíu mà vừa yếu nữa, mà nằm một cái chỗ mà hình như là các nước lớn rất là thèm khát. Do vậy nên mình cứ bị chiến tranh mãi. Thì nhân đây hai chị em mình gặp nhau tại đây thì em cũng xin cùng chị cầu nguyện cho tương lai dân Việt Nam sẽ có những ngày sáng lạn hơn và những cái thế hệ tương lai sẽ có một cuộc sống phải nói rằng như là họ ước mơ. Yeah, tại như thế đó là tôi muốn kể lại cho Thanh Lan là trong cuộc đời của chúng ta trải qua 2 cái giai đoạn. Cái giai đoạn của chúng ta ở bên Việt Nam và cái giai đoạn của chúng ta ở nước ngoài, ngoại quốc. Thì ở Mỹ hay là ở Canada hay ở Pháp, nhưng mà cái đời sống của chúng ta luôn gắn bó đến quê hương của chúng ta. Thành ra nếu mà nói mà những cái gì mà chúng ta đã làm cho người Việt Nam thì tôi cũng xin là có một chút xíu tỏ lòng là khi mà ở Việt Nam đó, cái người phụ nữ đó, và trẻ em rất là khổ vì mình thay chồng mình, những người mà đi lính, những người mà đi ra trận và chết để nuôi con. Thành ra cái người phụ nữ là rất là can đảm. Cho nên rằng tôi thấy tôi đề cao người phụ nữ. Và trong thời gian mà tôi ở bên Việt Nam đó, thì là tôi có một cái ước mong và tôi đã làm thực hiện được cái ước mong đó, là người Việt Nam mình nếu mà sanh con đẻ cháu đó là từ 6 đứa con đến 10 đứa con, mà chúng ta phải chịu cái luật của Pháp để lại cho chúng ta là chúng ta không có được sử dụng những cái contraceptives, không sử dụng được một cái gì để cho chúng ta không sanh sản. Cái đó xưa lắm mà chị. Nhưng mà cái luật đó vẫn còn. Dạ, bây giờ vẫn còn. Mà cái luật lúc đó đó là 1960 mấy vẫn còn. Dạ. 70, vâng. Tới 70 cũng vẫn vâng. Còn. Cho nên rằng khi mà chúng tôi đi làm việc xã hội với những người nghèo trong cái xóm nghèo mà thấy người ta có 5-10 đứa con mà không có chồng, không có gì mà cực khổ, mà con cái không có đi học. Thì tôi có nảy nở ra với nhờ một cái số người của mấy chị em mà lao công đó đứng ra với tôi, mình tranh đấu để mình thay đổi cái dự luật đó. Và chúng tôi đi lên trên Quốc hội ở Việt Nam và chúng tôi gặp những cái người
trong cái ủy ban mà về 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 gia đình đó, thì chúng tôi có nói chuyện và rất may là chúng tôi đổi được cái dự luật đó 1974, trước khi mà mất nước, trước khi 75 đó, thì chúng tôi thay đổi được cái dự luật mà về cho phụ nữ có quyền định đoạt những cái gì mà mình muốn. Mà tôi chống phá thai, không có cho phá thai, ngừa thai. Vâng. Chúng tôi ngừa thai để cái phụ nữ đó có từ 3 đến 4 đứa con thôi, chứ không phải là 6 đến 10 đứa con. Chục đứa. Dạ vâng, thì em cũng nhận thấy rằng ngày xưa những gia đình Việt Nam đông con thiệt đó chị. Gia đình em thì mẹ em có 5 đứa thôi, coi như là cũng trung bình, không nhiều không ít. Dạ. Má tôi có 10 đứa con. Tôi thứ 10. À vậy hả? Và vậy là chị hai của tôi cũng 10 người con. Anh ba của tôi cũng 9 người con. Thành khi mà lần đầu tiên mà tôi sanh hai cháu sanh đôi, tôi nói ô bác sĩ ơi, tôi không muốn có 10 đứa con. Vì thế dạ vâng, mà tôi mới như vậy. Nếu mà họ hàng mà nhóm họp lại chắc cả 100 người chị ha. Dạ. Dạ vâng, em cũng có mấy người bạn đó nói chị ơi, mỗi lần mà ăn dỗ nhà em là cả 100 người. Dạ. Tại nhiều con quá. Dạ vâng, thưa quý vị, quý vị cũng thấy rằng người Việt Nam người ta nói đông con là nhà có phúc, tức là nhà gia đình nào cũng có phúc, cho nên là ai cũng đông con quá trời. Nhưng mà hiện tại ở các nước á, thì em thấy là ai cũng ấn định cho mình hai đứa thôi, đứa gái đứa trai thôi là vui lắm rồi, không dám đẻ con nhiều. Tại vì thưa quý vị, ở các nước á, như hiện nay sống tại hải ngoại đó, thì có một đứa con mà nội cái chuyện mà đưa con đi học không là cũng là nhức đầu cho bố mẹ lắm rồi, thì làm sao mà có thời giờ để mà lo cho 10 đứa. Do vậy thì cái câu chuyện này nó thuộc về vấn đề xã hội, gia đình. Và thì hồi đó Thanh Lan cũng có học luật một năm á. Thanh Lan đã học luật xong mình quên hết trơn, mình chỉ nhớ có mỗi cái luật gia đình thôi. Dạ vâng, thưa quý vị, thế còn những cái kỷ niệm gì ở Sài Gòn nữa chị? Thì có cái kỷ niệm khác. Dạ. Là như là Thanh Lan nói về học luật. Dạ. Thì giáo sư Nguyễn Văn Bông cũng dạy ở trường luật. Dạ. Tôi gặp giáo sư Bông ở Paris. Dạ. Trước khi giáo sư Bông về Việt Nam. Dạ. Để dạy trường luật, thì giáo sư Bông có một cái ước mộng rất là lớn là đào tạo cho những người trẻ. Dạ. Trong xã hội Việt Nam có thành những người lãnh đạo cho tương lai của nước Việt Nam. Dạ. Để không có bị cộng sản hay là không có bị mà áp đảo cái tinh thần cũng như là cho những cái nhân quyền của mình. Cho nên rằng giáo sư Bông đào tạo giới trẻ. Tôi cũng đi học về, tôi cũng dạy học. Dạ. Tôi cũng muốn đào tạo cho giới trẻ. Thành dạ, ra mà giáo sư Bông khi mà tranh đấu để ra một cái phong trào quốc gia cấp tiến, là một cái đảng đối lập, thì giáo sư Bông bị ám sát một ngày sau khi giáo sư Bông chấp nhận làm thủ tướng. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu mời, thì khi mà báo chí nó nghe tin rồi thì giáo bị hai người Việt Cộng đặt lưu đạn ở dưới gầm xe và giáo sư Bông mất. Lúc đó là tôi 30 tuổi và ba con của tôi là 7 tuổi và 5 tuổi. Thành ra đó là một cái vấn nạn của bên Việt Nam, nhưng mà không phải một mình tôi. Cả bao nhiêu người mà mất chồng khi mà chồng đi lính và chết, và bao nhiêu người, bao nhiêu đứa con mồ côi. Thành ra quả phụ và mồ côi rất là đông ở bên Việt Nam. Khi mà tôi đi qua dự một cái hội nghị ở bên Indonesia về status of women và về những người phụ nữ, thì nhiều người trong những cái phái đoàn khác đã nói tại sao mà chúng tôi biết phụ nữ Việt Nam đó toàn là bán ba, toàn là những người phụ nữ đứng đường. Thì tôi tức quá, tôi mới nói tôi đại diện, tôi là một quá phụ, và biết bao nhiêu người quá phụ phải thay chồng để nuôi con,
và để dựng nước. Thành ra chúng tôi là những cái người can đảm, chứ chúng tôi không có phải là chỉ là bán ba, là chỉ là một số ít. Thì trong chiến tranh đó, ở bên Pháp, ở bên ngoại quốc, ở đâu cũng vậy, biết bao nhiêu người phụ nữ cũng đi làm gái, yeah. làm đứng ngoài đường. Dạ, thì chị. Việt Nam cũng không có khác gì, dạ. nhưng mà chúng tôi khác là chúng tôi can đảm, chúng tôi thay thế chồng để chúng tôi nuôi con. Dạ. Thành ra làm cái hội nghị ở bên Indonesia đó, của Liên Hiệp Quốc đứng ra tổ chức, mà tôi đại diện cho Việt Nam đi dạ. qua bển, thì được người ta vỗ tay rất nhiều, dạ. để người ta hiểu cái thân phận của phụ nữ Việt Nam như thế nào. Dạ, dạ chị, em... cũng có một cái chút gì đó suy nghĩ giống như chị. Em rất là nhiều tự ái dân tộc, và em cũng phẫn nộ khi mà thấy người ta coi thường người phụ nữ Việt Nam. Do vậy cái quyển hồi ký của em thật ra không phải là nói về em, mà nói về thân phận người phụ nữ Việt Nam, từ bà ngoại cho tới mẹ, cho tới em, cho tới con gái em. Thì người phụ nữ Việt Nam có nhiều thành phần, mà không phải Việt Nam không, nước nào cũng có nhiều thành phần. Không phải rằng ở Việt Nam chỉ có ca ve và những người mà làm những cái nghề nghiệp không hay ho lắm. Tại sao người ta không nói về những cái người học cao hiểu rộng, mà người ta chỉ nói về những người ca ve mà thôi? Là tại vì những nhà báo Mỹ hồi thời đó chỉ có biết tới đó để mà chụp ảnh, để mà đăng báo mà thôi. Cái ông senator gì đó đi tới Việt Nam đó thì nói là Sài Gòn là một cái ổ điếm. Nói bên trời về ơi. Bên Hoa Kỳ nói như thế đó, thành ra không. Bị mình cũng bị ô nhiễm luôn. Nói câu đó nghe không được tí nào, tại vì người Việt Nam mình có cái câu là không có được cho cá mè vào một lứa, tức là mỗi một người là khác nhau, không có thể nào bỏ chung vào một cái rổ để mà xét đoán người ta được. Thì em nghe cái câu đó em cũng nãy giờ em cũng bực bội đó. Thành ra vì đó đó mà tôi viết cái cuốn sách của tôi. Chị cho em coi cuốn sách chị được không? Dạ. Thế đây là cái cuốn sách Autumn Cloud. Dạ. Đây, Autumn Cloud. Dạ vâng. Là từ một người quả phụ đến một người sinh hoạt cộng đồng. Dạ vâng. Thế chị viết cuốn sách này trong bao lâu chị? Trong 2 năm trời ở bên Brazil, bên Ba Tây. Dạ. Rồi về bên Mỹ đó thì chúng tôi cũng bổ túc thêm và viết thêm trong 1 năm trời. Dạ. Thì cái cuốn sách này nó được publish xuất bản 2001. Dạ. Thì khi mà xuất bản đó thì cái người bà giám đốc xuất bản đó in ra 5.000 cuốn mà cái bìa dày, thì tôi thấy bà để bán là 26 đồng 99. Rồi 2 tháng trước đó thì ông Kissinger ổng cũng ra một cái cuốn sách mà ổng bán có 24 đồng 99. Thì tôi khóc với ông xã tôi nói chết rồi, làm sao tôi bán được cuốn sách của tôi, tại vì mình không có danh tiếng bằng ông Kissinger, mà làm sao mình bán được đây? Dạ, vâng. Mà bà xuất bản, bà mới nói bây giờ thì chúng tôi đăng 5.000 cuốn, nhưng mà nếu đến năm sau mà bán hơn 2.500 hay gần 3.000 cuốn thì chúng tôi xuất bản ra cái bìa mỏng. Dạ. Tôi hết sức là khổ và đi cùng nhờ mấy anh em quốc gia hành chánh, nhờ những cái hội phụ nữ Việt Nam, nhờ ở bên Phi Luật Tân tôi cũng đi qua bên đó để ra mắt sách, tôi cũng đi qua bên Pháp ra mắt sách, đi qua bên Úc ra mắt sách, đi qua bên Shanghai ra mắt sách, có mấy người bạn đứng ra tổ chức giùm cho tôi, cho nên rằng 1 năm sau tôi bán gần 3.000 cuốn sách. Dạ. Dạ vâng thưa chị. Em một phần em ái mộ chị là cũng tại vì em nghe nói chị viết sách. Thì em rất là quý mến những người nào thích văn chương giống như em. Mà em từ một cái gia đình từ xưa tới giờ bao nhiêu là thế hệ rồi đều thích văn chương. Em thì bên ngoại là từ dòng Tuy Lý Vương, con vua Minh Mạng đó, rất là thích văn chương, đời nào cũng có người viết sách, có người làm thơ, nên là tại em tại vậy mà danh ca
Thanh Lan làm thơ hay quá và viết nhạc cũng hay nữa. Dạ, em cảm ơn chị. Em có tập thơ mà em ra từ năm 2002 mà hết rồi, nên là có nhiều người yêu cầu, chắc có lẽ sang năm em phải in lại. Nhưng mà tôi rất hân hạnh, đây là cuốn sách của Thanh Lan. Dạ. Mà tôi được dịp mua cái cuốn sách này khi dạ. mà Thanh Lan ra mắt. Em dạ. rất là danh dự được có mặt chị trong đêm đó. Em có xem lại cái video của Tự Lực đó yeah. mà em cũng không nhìn thấy được hết tất cả những nhân vật nào mà có thơ đến không, cái em này là hôm ở đó. Cộng đồng người Việt à, Nam dạ Cali vâng. À, dạ ông vâng. Phạm Trần Anh đó à, dạ vâng dạ dạ thì chị với em có cùng một tư tưởng là em viết sách không phải trước hết không phải là cho những người ái mộ của em mà viết cho thế hệ sau đó. Cho nên em sợ là các em các cháu nó không đọc được tiếng Việt nên đầu tiên em viết bằng tiếng Anh, rồi sau đó em mới ngồi em suy nghĩ lại chị ơi, thì em nói khán giả mình đa số là vẫn còn yêu tiếng Việt, thôi thì chịu khó ngồi thêm vài tháng để mà dịch ra tiếng Việt, tại vì cái quyển sách của em nó quá dày chị, nó tới 400 trang đó, thì là em viết 4 năm trời mới xong hai cuốn đó, mà tại vì một cuốn tiếng Việt một cuốn tiếng Anh đó. Nhưng mà tôi thì tôi viết bằng tiếng Anh trước, thì em cũng rồi viết tiếng rồi mấy trước. Người và in ra rồi đó dạ. thì nhiều người lớn tuổi dạ. người ta nói người ta không hiểu. À, kêu tôi dịch ra. Dạ vâng. Thì em cũng viết tiếng Anh trước đó. Em viết cho một là thế hệ sau, hai là những người ngoại quốc nào mà muốn tìm hiểu về phụ nữ Việt Nam, về cuộc sống xã hội Việt Nam từ năm 45 cho tới hiện nay á, như thế nào. Thì mình giống như là một nhân chứng lịch sử vậy. Đúng rồi. Mình kể lại những gì tai nghe mắt thấy, chứ mình không có tuyên truyền hay là nghe ai nói qua tai hết trơn nữa. Những cái gì mình thấy thì mình kể. Ngoài ra thì có những chuyện mà ngày xưa lúc em chưa sinh ra hồi thời ông bà đó, thì là chính mẹ em nhìn thấy nên mẹ em kể lại cho em. Thì em cũng mong rằng những cái lời lẽ mộc mạc trong cuốn sách của mình sẽ đem tất cả quý vị đến với xã hội Việt Nam, với phụ nữ Việt Nam để có cái nhìn đúng đắn hơn về người phụ nữ Việt Nam. Tại vì em theo em thấy thì người phụ nữ Việt Nam mình chịu rất là nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhất là khi mà rất những, khổ những đau. Người chồng, những người anh, những người em đều phải là lính chiến, đi ra chiến trận, thì ở nhà tất cả những cái gì người đàn bà phải gánh hết. Dạ, em hiểu. Mặc dù thì lúc đó em còn nhỏ quá, em chưa có bị cái cảnh đó, nhưng mà em đọc em cũng thấy đau lòng chứ. Dạ, thì đó là cái giai đoạn của dạ. chúng ta dạ. ở bên Việt Nam. Dạ. Thì bây giờ đó chúng ta gặp lại ở đây. Thì chúng ta nói thêm một chút xíu về dạ, cái giai rồi. Đoạn mà bây giờ chị cho ở ngoài em biết về cuộc sống của chị hiện tại đi. Dạ. Dạ. À, nói về hồi xưa, xưa và nay. Hồi xưa đó thì giáo sư Bông là một người chồng lý tưởng, dạ. một người tranh đấu rất nghèo và rất trong sạch và được để tiếng lợi, tiếng tốt cho tôi. Là tôi coi ông tánh tình hiền hậu, đúng đắn như là một ông Phật. Rồi qua bên Hoa Kỳ này đó, thì tôi có phước, tôi có diễm phước gặp được một người chồng Mỹ, mà người chồng này đó thì tôi coi như là một ông chúa, vì ông ấy là đã gánh vác trên vai tôi và ba đứa con tôi trong The lúc cross. Đó ông chưa yeah. có chưa có vợ yeah. mà ông cũng bằng tuổi tôi lớn hơn 4 tháng. Yeah. Và từ hồi 76 khi chúng tôi mà gặp nhau và thương nhau và làm đám cưới đó thì nuôi tôi và ba đứa con tôi cho tới thành tài và cho ba con tôi đi học những cái trường rất là Ivy League, rất là danh tiếng. Dạ vâng. Và ba con tôi đã thành nhân nữa, không phải thành tài mà thành nhân. Và tôi trải qua bao nhiêu năm, 48 năm sống chung với Lacey. Thì tôi đã làm khổ rất nhiều Lacey vì là tôi có rất nhiều problem yeah. à, trong lòng tôi và bị sanh tật, bị nhiều tật. Không, mà chị có nhiều trăn trở chứ. Nhiều bệnh nữa. Dạ, dạ. Dạ, nhiều bệnh. Dạ. Bệnh depression, vâng. rồi bệnh bi mổ 2-3 lần. Thì Lacey chăm sóc cho tôi từ ly từ tí, bồng lên lầu mà đút cơm, đút lo cho tôi, thành ra tôi rất là diễm phúc là được một người chồng và hai người chồng rất là tốt đối với tôi.
thì sau khi mà chúng ta trải qua những cái đau khổ thì chúng ta được bề trên cho chúng ta những cái compensation như thế này, dạ vâng, được phần thưởng tinh thần, dạ, và thể xác. Chị nói diễm phúc là đúng đó, tại vì mấy ai mà được hai ông đều hài lòng. Dạ vâng, thưa chị, người ta nói rằng cái hạnh phúc của người đàn bà là do cái người phối ngẫu đó, chứ còn đàn bà thì chân yếu tay mềm, đâu có đi ra ngoài xã hội mà đánh nhau được. Thì chị có gặp được những người đàn ông mà có thể bảo vệ được chị, lo lắng cho chị là chị quá có phước rồi. Riêng em thì quý vị khán giả cũng biết đó, cả đời thì em cứ buôn ba có một mình thôi, đánh đông dẹp bắc gì cũng có một mình thôi. Nhưng mà thì hiện tại cuộc sống của em cũng đã an bài rồi, cũng đã đâu vào đó rồi, và em cũng rất là vui. Bây giờ em chỉ biết cái niềm vui duy nhất là tối tối ngồi viết thôi chị. Còn chị có đang viết cái gì không? À, chưa, vì chúng tôi còn nhiều cái sức khỏe, dạ, không được tốt. Thì đấy. Cho nên rằng, nhưng mà trong 40 mấy năm qua ở bên Hoa Kỳ thì ông xã của tôi giúp cho tôi rất nhiều, dạ, để làm những cái việc mà tôi thấy rất là có giá trị. Dạ. Giống cũng như là từ hồi mà Boat People, những người mà thuyền nhân qua đó, dạ, thì tôi làm, tôi giúp cho cả trăm gia đình, cho họ định cư, dạ, và cho họ có nghề, và cho học, cho con cái họ học đàng hoàng. Dạ. Thì sau này khi mà tôi gặp lại họ thì họ đã thành tài, và con họ học rất giỏi, và họ có tiệm ăn hay là tiệm bán đồ, họ sung sướng, và như thế đó là một cái phần thưởng cho tôi. Và cái thứ nhì nữa đó mà tôi cũng thấy rằng tôi có làm một đóng góp một cái gì đối với xã hội Việt Nam, là khi mà mấy cô dâu bị buôn bán hay những người công nhân đi ra ngoài bị buôn bán đó, thì tôi cũng có đi qua bên Campuchia, đi qua bên Lào, đi qua bên Thái Lan, đi qua bên Mã Lai, đi qua bên năm quốc gia, yeah, mà chúng tôi đi qua bên Đài Loan, và chúng tôi giúp mấy chị em đó để cho họ được thoát khỏi những cái việc cũng như là bị nô lệ. Yeah. Yeah, thành ra trong 20 năm trời chúng tôi tranh đấu cho các em, các chị em đó ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của nạn buôn người. Dạ. Đó là cái thứ nhì mà chúng tôi làm mà chúng tôi thấy là nó có kết quả. Nhưng mà việc đó là mình phải làm hoài, không, dạ, bao giờ hết. Vâng, đúng rồi. Rồi thứ ba nữa mà chúng tôi làm đó là về nhân quyền. Chúng tôi một trong sáng lập viên về mạng lưới nhân quyền, thì chúng tôi lên quốc hội để chúng tôi lobby, đi vận động cho những cái người mà còn bị ở tù, những người dissident, những người mà trong ở tù mà bị oan ức, để cho họ ra khỏi tù. Và những người đó đã được đi qua bên Hoa Kỳ giống cũng như là điếu cày, mẹ nấm, hay là những cái người sau này đó. Thành ra chúng tôi như là mục sư chính và rất nhiều người, cho nên rằng chúng tôi rất mừng mà cái việc này đã luôn luôn phải cải thiện, luôn luôn phải tranh đấu tới cùng, cũng chưa bao giờ dứt khoát. Dạ vâng, thưa quý vị, từ nãy giờ nghe những lời tâm sự của bà Jackie Bong Wright thì Thanh Lan cảm thấy rất là xúc động, tại vì bà có một cuộc sống rất là đáng sống, đã cố gắng làm tất cả cái gì mình có thể làm được để tranh đấu, giúp đỡ cho những thân phận gặp phải những cái cảnh éo le mà không có cách nào gỡ được, thì bà đã đến gỡ hộ cho họ. Thưa quý vị, như Thanh Lan đã thưa cùng với quý vị rằng thời gian sau này Thanh Lan không phải chỉ nói về âm nhạc mà nói về nhiều khía cạnh xã hội. Và hôm nay gặp bà Jackie Bong Wright, Thanh Lan cảm thấy mình rất là may mắn đã gặp được một phụ nữ có một tiếng nói lan rộng khắp nơi và bảo vệ cho người phụ nữ Việt Nam. Dạ, thưa chúng tôi, một trong những cái giọt nước thôi, có rất nhiều người cũng như là danh ca Thanh Lan đem cái tiếng hát của mình để cho làm
ấm lòng cho bao nhiêu người và đem lại nụ cười, và nghĩa là đem lại một việc vui sướng cho nhiều người. Thành ra đó là cũng một cái tranh đấu, tranh đấu về văn hóa. Dạ vâng, thưa quý vị, hôm nay thì trời rất là đẹp. Thanh Lan đến đây bước vào thì Thanh Lan thấy một dàn hoa trước khi vào đến cửa, và vào đến nhà thì thấy rất là ngăn nắp gọn gàng và bày biện những cái món rất là cổ xưa, mà tí nữa thế nào Thanh Lan cũng chụp hình để gửi đến quý vị. Dạ, Thanh Lan xin cảm ơn quý vị và xin hẹn quý vị gặp lại vào tuần sau. Xin mời chị gửi lời chào đến khán giả của Thanh Lan. Thưa Jackie Bong, xin cảm ơn Thanh Lan đã đến đây để hai chị em chúng ta trò chuyện với nhau và chia sẻ những cái kinh nghiệm cho quý khán thính giả. Và xin kính chào, xin cảm ơn.